Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình trong ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến một nơi bán cá cực kỳ giá sinh viên luôn. Cái giá này là dành cho những con cá Betta Koi, Betta Rồng và Betta Fancy. Đây là một nơi bán cá quy mô nhỏ của một người bạn của mình tên là Tân. Và mình có để cái đường link ở phía dưới. Nếu mà bạn nào có nhảy muốn mua thì các bạn cứ việc bấm vô thì các bạn có thể liên lạc và nói chuyện trực tiếp giá cả cũng như là màu sắc, kiểu dáng của con cá mà bạn muốn mua với người bạn này của mình. Và sau đây là những đoạn clip nhỏ về những em cá Betta mà mình rất là thích từ người bạn này của mình, và mời các bạn chiêm ngưỡng cùng với mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog hôm nay của mình nha. Nếu các bạn nào có những thắc mắc cũng như là những câu hỏi dành cho mình thì các bạn cứ việc comment ở dưới cũng như là nhắn tin gửi qua bên Facebook hay là fanpage của mình thì mình sẽ trả lời một cách sớm nhất mình có thể. Ngoài ra các bạn hãy nhớ bấm like, subscribe channel của mình để theo dõi những video mới nhất và hay hơn nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn trong một vlog mới nhất.